Nội dung buổi học ngày hôm nay nhé, là bước 1 là thầy dạy các em là cách xác định đồng phân của ankan. Xác định đồng phân của ankan trước. Ankan này. Sau đó rồi mình đến xác định đồng phân của anken. Đồng phân của anken. Hai ngày thôi. Còn một anh nữa là đồng phân ankin thì để dành nhé. Xác định đồng phân của ankadien và xác định đồng phân của ankin. Ankin thì hai này để dành để đến khoảng độ tầm like 03 hoặc like 04 thì thầy bắt đầu được không? Chào em, chào Nguyễn Giang. Đấy thì trong quá trình live stream thì hôm nay thầy hơi bị đau họng một chút thì các em thông cảm nhé, bởi vì họng thầy nát bét rồi. Chào Nguyễn Hằng. Ừ, hôm nay đau họng quá. Đau họng nhưng vẫn cố gắng live stream cùng với ai cả hai. Thế là các em phải biết là thầy cố gắng đến mức như thế nào. Đến mức cực kỳ cố gắng rồi. Đúng không? Đấy, các em nhanh tay share lại về tường. Xong rồi là tag tất cả các bạn, các em vào trong video live stream này. Rồi mình bắt đầu nhé. Đợi một chút xíu để thầy share lên một vào cái nhóm của thầy đã. Đợi thầy một xíu để thầy share lên một vài cái nhóm của thầy. Có mở không các em ơi? Mạng mùng nào? Các em xem có nét không? Thầy đăng ký hẳn 4G để live stream cho các em ấy. Chào Thanh Thảo, chào Bống An. Nay đông thế, được gần 100 bạn. 91 bạn. Nay cố gắng xem sao lên được 150 bạn các em nhỉ. Xem nay có xem lên được 150 bạn không? Chào Phương Mai, thầy già rồi, công nhận. Thầy già lắm rồi. Già khụ đế rồi. Các em chú ý là các em nên xem lại về tường, bởi vì dạo này Facebook nó đang giảm tương tác. Khi mà giảm tương tác này thì những cái buổi like của thầy thì khả năng cao là nhiều bạn lại còn không thể theo dõi được cơ. Thế nên là thầy rất mong muốn là những cái buổi live này của thầy có thể giúp đỡ được cho các em trong cái buổi học. Thế nên là rất là mong muốn. Ừ đó, đấy là học kỳ 2 em ạ. Ok. Không nét, không mờ đâu. Rồi, cảm ơn. Hello. Thầy đang bị đau họng. Đau họng dã man luôn. Chào Yên Hoàng. Chào Gia Cát Thủng Minh. Ừ hơi nhỏ tại vì là thầy đang bị đau họng đấy. Thầy đang bị đau họng nên là hơi nhỏ, các em thông cảm. Đấy. Ui bọn em đã học đến phần ăn cam rồi. Ok. Phần ăn cam rất là ok rồi. Thầy nói to hơn, thầy đang bị đau họng Giang Yến Ly ạ. Thầy đang bị đau họng nên là đây là maximum của giọng nói của thầy rồi. Linh cụ thể. 100k, chào Thái Trần. Hello. Rồi ok. Đợi thầy xíu, các em đợi thầy một tí xíu, khoảng một tầm 2 phút nữa thầy đăng nốt cái bài này đã. Thầy gửi link cho các bạn đã. Các em nhanh tay share lại về tường nhé, xong tác cả các bạn mà. Hôm nay mục tiêu chúng ta trọng tâm là học về đồng phân ankan. Được chưa? Thế thì ở đây thầy có cái bài tập số 1 đã. Để các em comment đáp án này. Là anh C3H8 có bao nhiêu đồng phân. Đấy, bài tập số 1. Các em comment đáp án cho thầy chưa nào? Xem bạn nào comment đáp án đầu tiên. C3H8 có bao nhiêu đồng phân? Thầy sẽ chỉ gọi tên những bạn nào mà comment đầu tiên và trả lời chính xác nhất thôi. Thầy sẽ đọc tên ba bạn tại vì là thầy hơi bị đau họng. Nên các em thông cảm nhá. Thông cảm thầy một chút xíu tại vì thầy bị đau họng nên là thầy chỉ đọc tên ba bạn nào mà trả lời nhanh nhất thôi. Ok.
chưa học angan. Chưa học angan thì bọn em đều phải học hydrocarbon rồi, thế nên là các em cũng có thể là theo dõi được luôn rồi. Một Nguyễn Hằng. Hello. Ok. Nhiều bạn trả lời rồi. 1, 1, 3. Nhiều bạn bị lừa lắm. Đấy, thì biết rồi, nhiều bạn bị đang được học mà. Các em xe lại về tường nhá. Thế thì bây giờ này, một bạn vừa hỏi đồng phân là gì. Thế này nhắc lại chút. Đồng phân là các hợp chất hữu cơ mà có cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo thì nó được gọi là đồng phân. Để chưa? Thế thì C3H8 có bao nhiêu đồng phân? Thì để đơn giản thì người ta chỉ có là đồng phân của chúng ta thì được chia thành các loại. Đồng phân thì được chia thành các loại là đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. Nha. Đồng phân cấu tạo thì bao gồm đồng phân mạch carbon. Mạch carbon này. Đồng phân vị trí liên kết bội này. Vị trí liên kết bội này. Đồng phân vị trí nhóm chức này. Còn đồng phân hình học thì gồm có đồng phân xít và trans. Chúng ta lưu ý đồng phân hình học chỉ có ở nối đôi. Được chưa? Bây giờ thầy mới học Vũ Trung Anh ạ. Thế nên chính vì vậy nên là mình xét đến đây, anh này là anh C3H8, là anh ăn can. Ăn can thì chỉ có đồng phân mạch carbon thôi. Được chưa? Ăn can thì chỉ có mạch đồng phân carbon, nên thầy chỉ cần vẽ mạch carbon là ok. Vậy quay trở lại bài của chúng ta là C3H8 thì chúng ta chỉ có một đồng phân duy nhất, một cách xếp carbon duy nhất. CCC. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ mình mới sang cái bài tập số 2. Và anh C4H10 là C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Đấy. Các em cùng comment đáp án xem nào. Anh C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Diệu Đặng rất tốt. Đúng, tốt, chính xác. Ok, 156 bạn đang theo dõi video live stream ơi. Giúp thầy nhanh tay share lại video live stream về tường, xong rồi tag các bạn vào nhé, để mà còn có tài liệu học. Bởi vì là video live stream này rất là tốt cho các em. Và thầy cũng đã gửi tin nhắn cho rất rất nhiều bạn. Đấy, để các bạn cùng có thể vào theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của thầy. Hello, chào tất cả các em. Những bạn nào nhận được tin nhắn của thầy thì cùng vào học nhé. Các em giúp thầy share lại về tường, xong tag các bạn của các em vào trong video live stream này. À, các em chú ý rằng là những cái bạn nào mà chưa inbox cho fanpage thì inbox cho fanpage, để sau này cứ mỗi buổi live stream thì các em sẽ nhận được tin nhắn nhé. Em inbox cho fanpage để mỗi buổi live nhận được thông báo nhé. Comment đáp án rồi các em, nhanh tay nào. Hello. 2, Diệu Đặng 2. C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Nguyễn Hiền 2. Những bạn nào mà chưa biết thì phải theo dõi. Kể cả những bạn biết rồi cũng cần phải theo dõi. Hôm nay thầy dạy về đồng phân mà. Cảm ơn các em. Hello. Hôm nay thầy bị đau họng, nên thầy chỉ dám dạy cho các em được một khoảng thời gian thôi.
Em nhanh tay giúp thầy xe lại về tường nhá. Xong rồi là tác lại video live stream thầy lên trên trang cá nhân. Xe lại về tường tác các bạn. Nào thầy có này. C4H10 này. Nó có 4 carbon đúng không? Anh này làm can. Vậy thì có nhá. Đầu tiên này. C. Rồi thì bẻ ngoài thằng carbon này xuống. C. Hết rồi. Vậy thì chỉ có 1 và 2 đồng phân thôi. Các em lưu ý nhá. Vậy là C4H10 thì có 2 đồng phân. Rồi ta sang tiếp theo nhá. Bài tập số 3, Mạnh Hùng comment đúng đấy. Bài tập số 3 rất tốt. Bài tập số 3 này khó hơn này. Thầy sẽ chỉ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên. C5H12 có bao nhiêu đồng phân? C5H12 nào, có bao nhiêu đồng phân? Bạn nào comment đầu tiên nào? Thầy đang chờ đợi một bạn nào đó comment đầu tiên đáp án. C5H12 có bao nhiêu đồng phân? C5H12 này của thầy có bao nhiêu đồng phân? Đâu rồi? Hoàng Tuấn 3. Không biết gì 3. Đặng Thị Phượng 3. Thùy Linh 3. Laura Trần 5. Linh Lê 3. Huyền Trang 6. Bích Bùi 3. Các em comment đáp án đi. Phương Mai 3. Đỗ Hằng 3. Nguyễn Phương Nam 9 quá. Nhiều thế. Thái Trần 5. Nguyễn Thế Khải 3. Có bạn bảo là biển lên đầu cũng được. Các em phải chú ý này. Thằng này nó trùng nhau. Biển lên đầu và biển dưới như nhau. Nó bị trùng nhé. Đấy. Và mình đang xem thằng C5H12 qua cho đồng phân. Các em có thắc mắc gì về đồng phân có hỏi luôn ngay tại đây thì comment luôn. Phạm Kim Dung 3 chính xác. Rất tốt. Nguyễn Hiền 3. Các em giúp thầy xem lại về tường xong tác các bạn vào trong video live stream nhé. Giúp thầy. Hello. Xem nào. Nguyễn Thanh Thủy 3, Đặng Phương Anh 3. Tố Tố 3, Trần Thủy Nguyễn 3. Ok. Thế giờ thầy chữa nhá. Em nhìn này. C5H12 này. Vậy mình lại chỉ đi xem mạch chính thôi. Thế mạch chính của thằng C5 này. Ôi em ơi, thầy đang tìm về đồng phân của ancan. C5H12 là ancan không có pi nhá. Được chưa? Vậy C5H12 này của thầy này, 5 carbon này. Đồng phân thứ nhất này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Được chưa? Đồng phân thứ hai này. Thì bẻ một thằng xuống này. 2, 3, 4. Nếu bẻ này, thì này thằng này trùng nhau. Trùng nhau nhé. Bẻ quạt xuống là trùng nhau. Nên hai phải đây. Nó phải là thằng này. Đây là thằng số 2. Được chưa? Tiếp tục này. Có công thức giải nhanh nhưng không nên dùng. Anh số 3. Ok chưa các em? Vậy là C5H12 thì có 1, 2, 3 đồng phân rồi nhá. Được chưa? Thế nhiều bạn đã comment đúng 4 là vì thế này. Anh này với anh này trùng nhau này. Trùng nhau cho các em. Được chưa? Không cần phải tìm gì hết. Cứ làm theo thầy là ok. Được chưa? Lê Sinh Hoàng ơi, công thức đấy của em dùng được mới một vài canh đầu thôi. Còn lại đi tìm mấy cái thằng lâu, lâu lâu là chết. Mấy thằng mà dài dài là chết. Công thức giải nhanh không nên dùng. Ở đây mình cứ dùng học như này cho dễ. Được chưa? Bây giờ thì sang cái bài tập số 6, bài tập số 4 nhá. Sang bài tập số 4 này. Bài tập số 4. Mình tăng độ khó một chút. C6H14 có bao nhiêu đồng phân ancan? C6H14 có bao nhiêu đồng phân ancan? Viết hơi xấu. C6H14 bao nhiêu đồng phân ancan?
Hello. C6H14 có bao nhiêu đồng phân ăn can? Khẩn trương là các em cùng comment đáp án với thầy nào. C6H14 có bao nhiêu đồng phân ăn can? Các em chú ý lịch live stream cố định của thầy nhá. Các em chú ý này. Lịch live cố định cho team 2K2 là vào tối thứ sáu lúc 21:15. Nhớ chưa? Lưu lại về tường nhá và trên fanpage này. Ok. Chào Đặng Thị Phương, chào Phạm Kinh Dung, chào Thủy Nguyên. Phạm Kinh Dung 5 này, Đặng Phương Anh 5 này, Trần Thủy Nguyên 5 này, Thị Đức Huyền 4 này, Nguyễn Đức Anh IM 5 này, Linh Lê 5 này, Hướng Thành 5 này. Chúng ta cùng làm thử xem nhá. Các em chú ý nhá, 180 bạn đang theo dõi rồi. Các em giúp thầy xem lại về tường tương tác với cả các bạn vào trong video live stream này nhá. Nào, mình có này, C6H14 này. Mình có đồng phân đầu tiên này. 6 cộng 0 thứ hai là 5 cộng 1. Riêng anh 5 cộng 1 của thầy có 2 anh. Được chưa? Đây anh số 1, đây anh số 2, đây anh số 3. Sang anh số 4 nha. 4 này. Và cuối cùng là anh số 5 này. Nhìn thấy chưa? Vậy suy ra C6H14 của chúng ta tổng cộng là có 5 đồng phân. Các em lưu ý nha. Các em lưu ý nha. Cực kỳ lưu ý cho thầy. Cực kỳ lưu ý. Ok chưa? Ok chưa các em? Dễ không? Quá dễ. Chào Thiên Lê. Hello. Đấy các em thấy không? Hóa hữu cơ cực kỳ dễ. Thế bây giờ thầy tổng hợp, bây giờ thầy tổng kết lại nhé. Thầy tổng kết lại ngày hôm nay thầy vừa dạy cho chúng ta một số vấn đề như sau. Thứ nhất là cách xác định đồng phân của ancan. Thầy nhắc lại là cái buổi tối thứ sáu tuần này. Tối thứ sáu thầy sẽ dạy các em về ancan. Được chưa? Vào lúc 21:15. Các em chú ý nha. Trên fanpage. Được chưa? Chào Nguyễn Thị Huyền. Theo đây này, có thể tổng hợp lại này. Vừa nãy thì dạy các em, cho những bạn vào sau nhá. C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Đúng chưa? C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Và C3H8 có bao nhiêu đồng phân? Tuần này này. Tức là thầy làm nhanh lại. C3H8 này. 1, 2, 3. Vậy C3H8 chỉ có 1 đồng phân. Những bạn nào mà học hôm nay là mai là lên. Ừ, tuần tới. C4H10 này. Được chưa? Vậy là có 1, có 2. Anh này có 2 đồng phân. C5H12 này. Một này. Hai này. Ba này. Thực ra là có công thức. Nhưng thầy khuyên các em là không nên học công thức làm gì. Mệt mỏi. Bởi vì thi đại học ấy, mình cũng chỉ thi đến C3, C4, C5. Không bao giờ thi nhiều hơn các em ạ. Không bao giờ thi nhiều hơn. Vừa nãy thì cho chúng ta là C6 là thêm ví dụ thôi. Chứ còn thường chỉ thi C3, C4, C5. Đấy thì các em cần lưu ý. Các em cần lưu ý nhá.
Vậy là mình có là C3H8 1 đồng phân này, C4H10 có 2 đồng phân này, C5H12 có 3 đồng phân này. Được chưa? Đừng dùng công thức gì cả, mình cứ làm theo kiểu viết ra, làm thế cho nó dễ. Đấy, thầy vừa mới quay video live stream cực kỳ chậm về cách tìm đồng phân ăn can. Thế vậy bây giờ thì lại nói chúng ta cách gọi tên. Gọi tên ăn can. Nhanh tay xe về tường nhá. Nhanh tay xe về tường nhá. Bây giờ mình sang phần tiếp theo này. Gọi tên ăn can. Thầy biết là nhiều bạn chết phần này. Đúng không? Thế rồi mới dạy chúng ta cách học. CH4 này. 1 2 này. C2H6 này. 3 này. Cách mà viết được cái này thì công thức tổng quát của ăn can là CnH2n + 2. Thì mấy em chỉ cần là viết ra tini nhá. Thì bây giờ các em chỉ cần thế, 1 vào đây là ra C4 này, 2 đây ra C2H6 này, 3 là C3H8 này, 4 này C4H10 này. Đấy, thầy gọi ra phần danh pháp nhá. Các em xem lại về tường, bạn nào kém phần danh pháp thì xem video live stream này nhá. Đúng rồi, tí nữa có câu ca dao. 5 này, C5H12 này, 6 này, C6H14 này, 7 này, C7H16 này, 8 này, C8H18 này, đúng chưa? 9 này, C9H20 này, và 10 này, C10H22. Được chưa? Thế đây mình gọi tên nha, các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ này. Mẹ em phải, mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng, lưu ảnh, lưu lại ảnh này hoặc là chụp lại màn hình nhá. Đấy, mình thuộc câu ca dao này. Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng. Được chưa? Vậy bây giờ thì gọi tên này. Nó trùng với chữ đầu. CH4 thì tên nó sẽ là metan. Để chờ các em nhớ xe về tường nhá, xong tác các bạn vào trong đây này. CH6E là etan. C38P là propan. C4H10 là B là butan. Cái này là C5H12. Dĩ nhiên Kim Dung thầy dạy mà. C5H12 là pentan. C6H14 chữ H đâu là hexan. C7H18 là H là heptan. C8H18 là O là gì? O là gì? Octan. Đúng chưa? C9 là N là nonan. Và C10 là decan. Nhưng nói thật với các em, thực sự ấy, chúng ta thi ấy, thì chắc chỉ thi từ C1 cho đến C7 thôi. Ít khi C8, C9, C10 lắm. Được chưa? Thế thì ở đây ý, thầy có thể dạy các em có rất nhiều cách gọi tên. Ví dụ cách thuộc mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng. Ta còn này gọi khác là Mê em phải bao phen hồi hộp ôi người đẹp. Mê em phải bao phen hồi hộp ôi người đẹp. Tùy, mỗi bạn đều có một cách học khác nhau. Nhưng chung quy cứ thuộc cho thầy metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan. Đến đây thôi.
Thì quá lắm mà thì đến đây. Không bao giờ thì của anh này. Được chưa? Thì đây là tên của anh Can. Đấy, các em cần lưu ý. Thế vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi mà gọi nhanh nhé. Gọi nhanh đoán kỹ nhé. Xem là các em có làm nhanh được không. Thầy sẽ cắt cái anh này đi. Thầy cắt anh này đi. Sau này sẽ đọc tên, chỉ đọc tên ba bạn nào đó mà trả lời nhanh nhất về tên gọi thôi. Nào xem nào. C5 mất 12. Để chúng ta vừa học xong rồi, chúng ta có luyện tập ấy. C5 này mai tên gì? Nào. Nào khẩn trương, bạn nào comment đầu tiên. Thầy đang chờ đợi bạn nào comment đầu tiên. Phạm Văn Đức, Pentakin được không bạn? Sai rồi. Minh Quân, Pentan, rất tốt. Mohamed Hala, Pentan, rất tốt. Phan Thị Như, Quỳnh Như, Pentan, đúng, chính xác. Anh này tên Pentan. Và thầy chỉ gọi tên 5 bạn comment đầu tiên thôi. Ba bạn comment đầu tiên rồi, các em nhanh tay xem lại về tường nhá, comment thật nhanh nhá. Tiếp tục lại. Xem nào, anh này này. C7H16. Nào, con nào comment đầu tiên, khẩn trương. C7H16. C7H16. Chỉ gọi tên ba bạn comment đầu tiên. C7H16. C7H16 nào. Chưa thấy bạn nào comment. C7H16. Đây là thì đang là mạch dài nhá. C7H16. Can mạch không nhánh ấy. Thầy đang yêu cầu chúng ta gọi tên can mạch không nhánh. Thì chưa gọi đến mạch có nhánh. Võ Thanh Nhi, hép tan. Quỳnh Trâm, Huỳnh Trâm, hép tan. Lưu Quang Trường, hép tan. Chính xác, tên anh này là hép tan. Ok, hoàn toàn chính xác. Giờ mình sang anh nữa nhá. Sang này em nào. CH4 này. Xem ba bạn nào comment đầu tiên à. CH4 này. Xem ba bạn nào comment đầu tiên. CH4. CH4 chúng ta là gì? Khẩn trương, thầy đang chờ đợi ba bạn comment đầu tiên. CH4. CH4 tên gì nhỉ? Khẩn trương nào các em. 171 bạn đang theo dõi video live stream đấy, giúp thầy xem video live stream về tường nhá. Xong rồi ta các bạn. Metan Minh Quân đầu tiên, rất tốt. Ngọc Phúc Metan thứ hai. Phạm Kinh Dung Metan thứ ba, chính xác. Anh này tên là Mê Rồi Tan. Mình sang tiếp anh tiếp theo nhá. Xem nào, xem còn thuộc không nào. C6H14 nào. Xem bạn nào comment nào. C6H14. C6H14. Hello. C6H14. C6H14. Thầy vẫn đang chờ đợi bạn comment đầu tiên đấy. Xem tao hắn là gì. C6H14. C6H14. Cái này chúng ta vừa học, chúng ta vừa thuộc đấy nhá. C6H14. C6H14. Chào Hoàng Huynh. Hoàng Huynh vào comment đáp án đi cho nào. Hét Giang Kiều Trang đầu tiên. Nguyễn Hiền thứ hai. Còn đợi một bạn nữa. Phạm Hắc Đức, Hét Giang, chính xác. Anh này là Hét Giang. Còn một anh cuối cùng cho buổi tối hôm nay, thầy dành tặng cho tất cả các em. Và hẹn gặp lại các em vào tối thứ 6 tuần tới, khi mà giọng thầy nó ok hơn. Tối nay thầy đau họng lắm rồi. Thầy vẫn cố gắng để nói chuyện với các em. Hạnh phúc là sẽ chia. Thầy muốn mang đến kiến thức hóa học của thầy đến với tất cả các bạn của các em. Nào, nốt nha. Chốt của ngày hôm nay nha. Riêng câu chốt này thầy sẽ học tên 3 bạn nhá. C5 bạn đi. C5H8. Tên là gì nào? Thầy chưa được ăn cơm, thầy đã ăn cơm đâu Hoàng Huynh. C3H8 nào. C3H8. C3H8 à. C3H8. 5 bạn comment đầu tiên. Phát cuối này thì sẽ chọn 5 bạn comment đầu tiên. Và các em không quên rằng là 21:15 tối thứ 6 thầy sẽ dạy về ăn can nhá. Tại fanpage này. C38 à.
C38 Kiều Trang Propan, Nguyễn Hiền Propan, Phạm Kim Dung Propan. Hello. Nguyễn Ngọc Phương Trâm Propan. Một bạn nữa nào. Một bạn nữa nào, nhanh tay nào. Còn một bạn nữa thôi, thầy chỉ đọc tên 5 bạn thôi. Đỗ Hằng Propan, chính xác. Propan. Ok. Ờ, thầy không thấy của Linh Lê thật đấy. Buổi livestream ngày hôm nay đến đây là kết thúc, khi mà thầy rất là vui, thầy có thể giúp đỡ cho các em về tìm đồng phân của An Can, phần hay thi và gọi tên tất cả các mạch An Can không phân nhánh. Các em chú ý tí nữa thầy sẽ đăng cái tài liệu về gọi tên của tất cả hợp chất hữu cơ trên fanpage, các em nhớ share lại về tường và tag tất cả các bạn vào trong cái bài đăng của fanpage. Các em chú ý rằng là theo dõi trên fanpage thật nhiều để nhận được tài liệu của admin đăng liên tục cho các em. Buổi tối hôm nay chúc tất cả các em một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Thầy thì khá là đau họng rồi, các em nghe giọng các em biết. Thầy cố cực kỳ hết sức với team online. Hello, bye bye. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào tối thứ sáu 21:15 nhá. Chào tạm biệt.